Thưa các thầy trong chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các quý vị đồng nghiệp. Thì sau đây em xin thay mặt cho nhóm nghiên cứu có một bài báo cáo về nội dung là vai trò của các lớp vi tính trong đánh giá bệnh nhân sau ghép gan từ người cho sống trong tháng đầu ạ. Nội dung của em thì cũng có 5 phần. Đầu tiên thì như chúng ta đã biết thì ghép gan là phương pháp điều trị cho bệnh nhân có bệnh lý gan mãn tính giai đoạn cuối, ung thư biểu mô tế bào gan và suy gan cấp. Tùy vào cái nguồn tạng thì có hai loại phương pháp ghép gan chính, đó là ghép gan toàn bộ đúng vị trí và ghép gan từ người cho sống. Ảnh đầu tiên ấy là ở cái ảnh đầu tiên là khi mà ghép gan toàn bộ đúng vị trí thì gan của người bệnh được lấy bỏ và thay vào vị trí đó, đúng vị trí đó là một nguyên một gan của người người hiếm ạ. Thứ hai là ở cái hình thứ hai là gan từ người cho sống thì có hai cái phương pháp ghép đang được sử dụng hiện phổ biến hiện tại, đó là sử dụng mảnh ghép gan phải hoặc là mảnh ghép gan trái. Trong nghiên cứu của chúng em thì tất cả các bệnh nhân đều sử dụng mảnh ghép gan phải ạ. Ở đó thì tĩnh mạch gan phải và tĩnh mạch gan giữa của người cho thì được nối vào tĩnh mạch chủ dưới của người nhậm, và cùng với đó là các cái miệng nối tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch các miệng nối tĩnh mạch cửa đường mật và được nối tần tận ạ. Nhờ vào cái sự có những cái cải tiến đáng kể trong kỹ thuật phẫu thuật cũng như là các loại thuốc ức chế miễn dịch mà cái tỷ lệ sống thêm 5 năm của mảnh ghép và tỷ lệ sống chung của bệnh nhân là có thể đến 63 và 71%. Tuy nhiên thì vẫn còn các cái biến chứng giai đoạn sớm đe dọa cái chức năng của mảnh ghép và cũng như là tính mạng của bệnh nhân. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải phát hiện sớm và kịp thời. Nhưng một cái khó khăn chúng ta gặp phải là sau mổ thì các triệu chứng của bệnh nhân thường hay bị trùng lấp với các triệu chứng của sau phẫu thuật, do đó cái việc chẩn đoán về mặt lâm sàng là gặp khá nhiều khó khăn, do đó thì cái việc vai trò của chẩn đoán trong các trường hợp này thì cần phải có được phát huy hơn. Trên thế giới thì có một số nghiên cứu như nghiên cứu tác giả Dengado của tác giả Brancatelli, thì ở trong cái nghiên cứu này thì các tác giả cho đưa ra là cái việc mà sử dụng các lớp vi tính trong phát hiện các cái biến chứng sau ghép gan là có vai trò rất lớn, nên cho phép phát hiện sớm và kịp thời các cái biến chứng của mạch máu và từ đó có thể là nâng cao cái tỷ lệ sống của mảnh ghép cũng như là tính mạng của bệnh nhân ạ. Một nghiên cứu của tác giả Lee và cộng sự thì cho thấy là cái độ nhạy và độ đặc hiệu của các lớp vi tính cho phát hiện các biến chứng mạch máu sau ghép gan là trên 90%. Ở trong nước thì trước đây cũng có một vài nghiên cứu và để đánh giá về các cái ở bệnh nhân như là tác giả nghiên cứu cũng như nghiên cứu tác giả Trần Hà Phương, thì ở nghiên cứu này thì chủ yếu là các cái chỉ số mà bệnh nhân mà tác giả sử dụng, đó là các cái thông tin đánh giá ở bệnh nhân trước ghép, tức là như là số lượng và số lượng vị trí kích thước khối u như tình trạng của bệnh nhân trước ghép. Tác giả Hoàng Đức Nam thì cũng có đánh giá về ghép gan ở bệnh người hiến sống. Ở tác giả Hoàng Đức Nam thì có sử dụng một số cái chỉ số ví dụ như là thể tích của gan trái còn lại cũng như là sự mức độ tăng sinh của gan trái sau hiến ạ. Tuy nhiên thì trong nước thì chưa có nhiều các nghiên cứu, do đó chúng em tiến hành nghiên cứu này để đánh giá xem các cái hình ảnh cũng như là các biến chứng có thể gặp ở các nhóm bệnh nhân sau ghép gan từ người cho sống ạ. Sau đây em xin điểm qua một vài cái nét sơ lược về ghép gan cũng như là vai trò của chỗ này nằm trong ghép gan. Ghép gan đầu tiên thì được tiến hành năm 1963, tác giả đầu tiên thực hiện là tác giả Thomas Dajo, và đến năm 1967 là ca tác giả thực hiện thành công. Ca ghép gan từ người hiến sống ạ. Từ thực hiện ca ghép gan đúng vị trí ạ. Ở trong nước thì năm 2004 là ca ghép gan đầu tiên được tiến hành tại bệnh viện Quân y 103. Ca ghép gan đầu tiên từ người hiến sống là được tiến hành năm 2007 tại bệnh viện Việt Đức. Tại bệnh viện Trung ương 108 thì ca ghép gan từ người hiến sống đầu tiên là năm 2017. Bệnh nhân là nữ 56 tuổi và bị xơ gan mật nguyên phát. Sau đó và người hiếm là con trai, và từ đó đến nay thì bệnh viện Trung ương 108 là một trong 9 cơ sở ghép gan trong cả nước và có số lượng ghép gan lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại trên 200 ca vào 200 cặp ghép đến cuối năm 2023.
Các loại hình thái ghép gan chính là gồm có là ghép gan toàn bộ đúng vị trí, ghép gan giảm thể tích, ghép gan liên quan đến chi gan để ghép, ghép gan từ người cho sống, ghép gan phụ trợ. Ngoài ra các loại ít hơn, nó ít gặp hơn đó là ghép gan domino, ghép gan toàn bộ không đúng vị trí và ghép gan từ nguồn gốc là từ động vật ạ. Theo Hiệp hội Nghiên cứu của Bệnh gan châu Âu thì để mà ghép gan thì phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là thời gian sống thêm sau ghép phải trên 1 năm và thứ hai là chất lượng cuộc sống là chấp nhận được. Trên cơ sở đó thì các cái chỉ định hay gặp là có thể là suy gan cấp, suy gan trên nền bệnh lý gan mạn hay gặp nhất là viêm gan virus B, các bệnh lý gan tính như là ung thư biểu mô tế bào gan, ngoài ra các cái nhóm bệnh lý khác như là nhiễm độc gan hoặc là rối loạn chuyển hóa. Sau ghép thì các cái biến chứng sau ghép có thể chia làm 3 nhóm lớn. Thứ nhất là nhóm biến chứng về mạch máu, có thể gặp ở động mạch gan hay là huyết khối hẹp hoặc giả phình. Các biến chứng ở tim mạch cửa, tim mạch gan, tim mạch chủ dưới có thể gặp là huyết khối hoặc hẹp. Về biến chứng đường mật thì có các biến chứng là rò mật, các ổ tụ dịch mạch khu trú hay là pilom hẹp đường mật, và các cái biến chứng khác là tụ máu cạnh dị các gan, áp xe gan, chảy máu tuyến thượng thận và tràn dịch ở bụng ạ. Các cái phương pháp có thể sử dụng để thăm dò sau ghép, thứ nhất đó là siêu âm. Đây là phương pháp được thực hiện một cách liên tục mà các cái ngày liên tiếp ở các ngày sau ghép, với ưu điểm là có thể tiến hành tại giường và có thể được thực hiện. Tuy nhiên thì sau ghép thì có thể một số cái ảnh hưởng, ví dụ như là tình trạng bụng sau ghép có thể nó là một cái điều cản trở trong việc phát hiện và chẩn đoán các cái tổn thương, nhất là các cái biến chứng về mạch máu. Do đó thì trong trường hợp này thì các lớp vi tính có thể thực hiện tốt cái nội dung này và có thể phát hiện sớm các cái biến chứng đó. Cộng hưởng từ thì thường được sử dụng để phát hiện các ở trong cái giai đoạn về sau, khi mà bởi vì ưu thế là các cái phát hiện về các cái biến chứng về đường mật và hay gặp ở các cái giai đoạn sau hơn là các cái giai đoạn sớm. Các phương pháp can thiệp ví dụ như là nội soi mạc tụy ngược dòng và chụp mạc qua da thì đây là các phương pháp can thiệp và thường chỉ được sử dụng khi kết hợp cùng với một phương pháp để giải quyết một cái biến chứng gì đó hơn là để chẩn đoán thông thường. Đối tượng nghiên cứu của chúng em là các bệnh nhân được ghép gan từ người cho sống và được theo dõi sau ghép trong tháng đầu tiên tại Bệnh viện Trung ương 108 và được theo dõi bằng chụp các lớp vi tính trong tháng đầu tiên. Trên cơ sở đó thì chúng em có thu thập các cái bệnh nhân từ tháng 12 năm 2020 và đến tháng 9 năm 2022. Hệ thống các cái máy chúng em sử dụng đó là hệ thống máy Siemens 32 dải đầu thu và hệ thống máy GE 16 dải đầu thu ạ. Sau ghép thì bệnh nhân không phải chuẩn bị gì và quy trình chụp thì chúng em chụp cùng với các cái thì trước tiêm, động mạch, tĩnh mạch và thì muộn. Xử lý hình ảnh thì dùng các kỹ thuật như là MIP, MPR và VRT để nâng cao cái khả năng phát hiện và xử lý hình ảnh. Xin phép tiếp tục ạ. Cái nghiên cứu của một số tác giả trước chỉ ra rằng cái việc mà mình chụp cắt lớp vi tính thường quy vào ngày thứ bảy sau ghép cho phép được phát hiện sớm được các cái biến chứng về, nhất là cái biến chứng về động mạch và giảm cái số lượng và tỷ lệ phải ghép lại do tắc động mạch. Và theo hiện nay thì theo các cái hướng dẫn ghép gan của Bộ Y tế cũng như đang được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thì bệnh nhân được chụp một cách thường quy vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy sau ghép. Các cái lần chụp tiếp theo sau đó thì phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của bệnh nhân, ví dụ như là có các biến đổi bất thường chức năng thể hiện trên các cái xét nghiệm cũng như là cái tình trạng bụng, thì đó mình cân nhắc mình cho cái chỉ định chụp tiếp theo ạ. Kết quả nghiên cứu thì nghiên cứu được thu thập được là trên 67 bệnh nhân với độ tuổi trung bình là 55 tuổi ạ. Và nhóm tuổi mà hay gặp nhất với tỷ lệ cao nhất là nhóm tuổi từ 50 đến 64. Phải phân bố giới tính là chủ yếu là ở nam giới. Cái này thì cũng tương ứng với cái nghiên cứu của tác giả Hoàng Đức Nam với gần khoảng 80%. Và cái điều này cũng được lý giải là các cái nhóm bệnh lý gan như là ung thư gan hoặc là sơ gan thì hay gặp ở các bệnh nhân nam giới chủ yếu là nhiều hơn ạ. Yếu tố nguy cơ trong tụi em ghi nhận được là viêm gan virus B với tỷ lệ 56,7%. Về các chỉ định ghép gan thì cao nhất là ung thư biểu mô tế bào gan là 38, gần 39%. Tiếp theo sau đó là suy gan cấp
là 30, gần 36%. Ở cái chỉ số này thì cũng thể hiện được một cái nội dung là nó thể hiện một phần nào đó ưu thế của việc ghép gan từ người cho sống, khác với việc phải chờ nguồn ghép tạng từ người cho chết tim hoặc chết não, thì cái việc mà có thể huy động sớm cái lá gan mảnh ghép từ người cho sống có thể giải quyết được trong một số bệnh lý cấp tính, ví dụ như suy gan cấp, khi mà bệnh nhân không có quá nhiều thời gian để có thể chờ đợi được một mảnh ghép. Và có thêm một trường hợp là ung thư đại tràng di căn gan, có một trường hợp thì cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là cái việc mà sử dụng mình ghép gan từ ghép gan ở trên bệnh nhân ung thư di căn gan thì cái tỷ lệ sống thêm 5 năm có thể lên đến 60%, và so với là chỉ 9% ở cái bệnh nhân chỉ được hóa trị đơn thuần. Và trên cơ sở đó thì một số hiệp hội ghép gan, ví dụ như là hiệp hội ghép gan của Tây Ban Nha, có một số cái khuyến cáo mạnh hơn về cái nội dung này, về cái nội dung ghép gan ở người ở cái bệnh nhân di căn gan ung thư đại tràng. Về biến chứng mạch máu, thì biến chứng động mạch thì có 6 trường hợp, trong đó là 3 trường hợp là hẹp, 2 trường hợp là huyết khối, và có 1 trường hợp là có kết hợp đồng thời huyết khối và giả phình động mạch. 12 trường hợp có biến chứng tim mạch gan và 1 trường hợp có biến chứng tim mạch chủ dưới. Các trường hợp mà có biến chứng tim mạch là huyết khối tim mạch. Sau đây là một số cái ca. Thứ nhất là cái trường hợp này là ca đầu tiên ạ, là ở ngày động mạch gan thì xong ngày ghép đầu tiên thì lưu thông tốt. Tuy nhiên sau đó thì ở ngày thứ 12 là xuất hiện là huyết khối động mạch gan và gây tắc, không thấy được các cái dòng chảy. Không còn thấy được cái dòng chảy của động mạch so với cái phim đầu tiên trên ảnh VRT thì không thấy được dòng chảy các cục nhánh động mạch ạ. Ở bệnh nhân thứ hai thì đây một cái trường hợp mà có hẹp động mạch gan. Và sau đó thì ở ngày vào ngày thứ 7 thì bệnh nhân được phát hiện và đặt stent. Sau đặt stent thì cái hình ảnh tái tưới máu lại cái dòng và có xuất hiện dòng chảy phía sau stent ạ. Các biến chứng khác, biến chứng về đường mật thì các biến chứng đường mật thì hay gặp nhất là chúng em ghi nhận được đó là các cái biến chứng về các ổ tụ dịch mạc cu trú hay myeloma với lại 6 trường hợp, các hẹp đường mật có 3 trường hợp và rò mật thì có 1 trường hợp. Đây hình ảnh này là có cái ổ, các cái ổ tụ dịch cu trú trên một bệnh nhân có biến chứng hẹp động mạch đi kèm. Trên này là hình ảnh minh họa. Ở các cái ảnh A là ngay từ các cái ảnh đầu tiên là ngày thứ 7 chúng ta thấy được có cái hình ảnh giảm đường mập trong gan và cái mức độ tăng dần ở cái ngày từ sau đó là vào ngày chủ thứ 21 là có cái mức độ cái đường mập tăng dần. Và cái ảnh D thì có cái vị trí xác định vị trí hẹp là nghi là vị trí hẹp miệng nối và bệnh nhân đã được chụp cộng từ để xác định là giảm đường mập trong gan do hẹp miệng nối ạ. Các biến chứng khác thì có thể là các cái tụ máu cạnh dưới các gan với 12 trường hợp và xem dị đốt bụng, áp xe gam, chảy máu trên đường thận. Trên này ảnh là một cái hình ảnh chảy máu trên đường thận phải sau ghép, thể hiện là cái tăng tỷ trọng của tuyến đường thận phải sau ghép. Với các cái nội dung trình bày trên thì em có một số cái nhận xét nhỏ. Thứ nhất là chụp cắt lớp vi tính là một phương pháp chẩn đoán không xâm nhập và rất hữu ích trong việc phát hiện các cái biến chứng động mạch ở bệnh nhân nhận gan từ người cho sống, đồng thời đánh giá đồng bộ về hệ mạch gan cũng như là nhu mô gan. Và thứ hai là chụp mạch cắt lớp vi tính là một lựa chọn tốt để xác nhận các cái nghi ngờ về biến chứng mạch máu trên siêu âm. Trên đây là toàn bộ cái nội dung báo cáo của em. Em cảm ơn các quý đại biểu, các quý đồng nghiệp đã quan tâm lắng nghe.